Sáng ngày 8 tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đến Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 phút ngày 7 tháng 11 phải dừng khẩn cấp vì có hai hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Lúc này, tiếp viên hỏi lại thì hai hành khách trên trình bày là chỉ nói đùa. Cơ trưởng lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Đánh giá tính chất mức độ sự việc, Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai hành khách trên xuống máy bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát máy bay. Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát đối với máy bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Sau một tiếng đồng hồ, chuyến bay VN186 tiếp tục hành trình. Hiện, vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không. Hai hành khách tung tin có súng phải đối mặt với mức phạt 12,5 triệu đồng một người.